Và đây là cái tủ của mình, nơi mà mình sẽ gọi là ở trong đây 24 giờ. Đó, các bạn có thể tham quan cái tủ của mình đây. Ở đây là quần áo nè, còn đây là đồ của vợ mình, không có gì của mình hết á. Cái này không có gì của mình hết. Còn bên đây chính là kho báu của mình, các bạn thấy không? Quá trời đồ luôn. Bây giờ phải đem cái đống này ra thì mới chui vô đây được. Thôi, bây giờ phải đem đồ ra cái đã. Nãy giờ mới dọn xong đống quần áo này, bây giờ mới là cái này quan trọng nè, toàn là hàng xịn ở đây không á. Để mình lùa xuống cho mọi người coi đây. Quá trời. Cả kho báu, mọi người thấy chưa? Nhìn đây nè. Quá trời đồ luôn. Lâm hết rất là nhiều thứ. Ví dụ nha, cái gần đây nhất mà mình mới gọi là phung phí là cái nào đây? Đây. Thấy gì không? Samsung S21 LED, phung phí tiền. Đó, mua cái hộp này về để trưng thôi chứ làm gì có điện thoại. Đó. Đây là cái bộ sưu tập đồ Apple của mình. Nếu mà nhìn vô đây á, các bạn sẽ thấy mình là một e-fan luôn các bạn. Mình mê đồ Apple lắm. MacBook nè. Đó. iPhone 11 Pro Max tặng vợ mình nè. Đó. iPhone 7 Plus lâu lắm rồi. XS Max đấy. Rồi còn có cả iPad nữa. Lâu lắm này, iPad Pro nha. Đấy. Bộ sưu tập của mình. Nói chung là nhiều lắm, nói chung là các bạn thể soi đi nè, rất là nhiều luôn. Ống kính Sony đấy, rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ phải dọn ra thì mới vô đây được đúng không? Bây giờ là rõ ràng. Cho nó ra hết đây. Rồi bây giờ thì chỗ này chắc chắn nó sẽ rất là dơ, để mình vệ sinh cái đã, lấy tí khăn giấy vệ sinh cái đã rồi mới ngồi vô được, chứ nó dơ lắm, sợ nó bụi á. Để mình lấy một tí khăn giấy ướt để mình lau cho nó sạch sẽ một tí. Các bạn nhìn nè, để mình lau tí các bạn sẽ thấy nó rất là bụi. Thấy chưa, rất là bụi luôn, cho nên là không được bỏ một cái. Bây giờ mà nằm xuống như thế này á, đau lưng lắm, chịu không nổi đâu. Này là gỗ mà, bằng gỗ cho nên là mình cũng đã có sẵn cái này. Đây là cái bộ thảm để mình tập sáu múi, nhưng mà các bạn nhìn bụng mình nè, chưa bung bao giờ luôn là biết rồi, không có tập bao giờ thôi, không có tập. Bây giờ là bung cái này ra đó, để chải lên đây nằm cho nó đỡ đau lưng. Đây, bây giờ chải nó ra. Đó. Thấy cái chỗ của mình. Xịn sò liền thấy không? Nhìn là xịn sò liền, đầy đủ tiện nghi luôn nha. Đấy. Bây giờ là lên đây. Wow. Đau quá. Lên đây là có thể thoải mái luôn. Ui. Ui. Không biết là nó có sập không nữa. Cũng hơi sợ sợ. Để lên ngồi thử rồi. Được 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 được, tại vì mình sợ nó bị sập xuống cái này, nó nói chung là đừng có bị gì nha. Đây, wow, vừa luôn các bạn, quá đã luôn. Thử đóng cái cửa lại coi. Wow. Được luôn nè. Đấy, trời ơi, được cái ló, nhưng mà cái cửa này chắc mình đóng không được cái bên này quá. Được á. Đấy, bây giờ là có một chỗ ngồi thoải mái luôn rồi, quá đã luôn. Thôi là cái tấm thảm này đó, wow, công nhận đã thiệt. Để thử coi ngã lưng coi được không. Ồ, sợ nó sập quá. Wow, gác chân nè. Đấy, thoải mái chưa? Được á, nằm vậy được á, mà nói chung là nó hơi sợ sợ, mà chỗ này nó cứng lắm, cứng nằm được thoải mái. Có rớt nha, đừng có ngã nha. Mình đang thử chơi trò xếp hình rồi sau đó mình mới gọi là vô trong kia gọi là xin thử thách nha. Wow. Cái này rất, cái này mấy cái trò này rất là ghê luôn á. Cái dáng coi. Wow. Không sao, không sao hết, không sao hết. Được 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 được. Ngã nha. Tiếp 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 tiếp.
bây giờ cái hộp đây. iPhone. Đừng nha. Đừng ngã nha, cái này là phải cẩn thận nha, rung tay một cái là rất dễ ngã nha. Đừng. Quên đứng không được rồi, đứng không được rồi. Thôi. Sự luôn á, cái này canh rất là khó luôn bạn ơi. Thôi, không chơi nữa. Bây giờ bắt đầu thử thách đi. Để các bạn ở đây coi nè. Đây ở đây nè, mình sợ là nó bị cái gì là do đây các bạn thấy không? Nứt nè. Đó, cho nên là ngồi lên rất là sợ. Thôi chắc không sao đâu, mình ngồi phía bên này mà. Bây giờ làm gì ta? 24 giờ mà ở trong chỗ này á. Ở đây nó có rất ở đây là không có gì hết nha. Có cái cây nè. Có cái cây này cũng được nè. Rồi bây giờ làm gì đây ta? Đúng rồi, mình có một cái thứ này mà phải nói là lâu lắm luôn á mình mới có thể mở ra được các bạn. Đó là một món quà. Các bạn đợi tí nha. Đây là một cái hộp nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn với những cái hộp mà hồi nãy các bạn thấy. Đây là hộp quà nha các bạn, của một bạn fan đã tặng cho mình. Mà các bạn biết tặng hồi lúc nào không? Tặng từ hồi tháng 3 tới giờ mà mình mới có gọi là có dịp quay vlog mới mở ra được. Thì cái bạn mà tặng cho mình cái này nè thì mình cũng xin lỗi luôn là giờ mình mới mở cái quà này ra mình coi được. Mà đặc biệt nha, cái bạn này nè tặng cho mình cái món quà này đúng ngay một cái ngày mà gọi là hạ nam tính luôn. Ngày 8 tháng 3 tặng mình đúng cái ngày đó luôn các bạn. Nhưng mà không sao, đây các bạn có thể coi nè. Đây mình đọc cho các bạn nha. Hello anh Thiện, đây là một món quà nhỏ mà em muốn tặng anh vì những công cống hiến trên YouTube đó, thấy không? Của ít lòng nhiều, mong anh gọi là thích món quà đó. Cái này có bạn này có để số điện thoại nữa nhưng mà mình phải che lại đó, được chưa? Bây giờ á thì mình sẽ khui cái món quà này ra. Dán bằng keo đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải là để quà không. Đó, để lâu quá nó bụi nè các bạn thấy không? Để mình bỏ bụi nó xuống. Rồi bây giờ á mở ra nè, chuẩn bị nha. Cái này dán keo nha các bạn, đấy không bị rách hộp, keo rất là ok luôn đấy, được chưa? Rồi bây giờ cho các bạn coi trước, mình cũng chả biết cái gì trong đây nữa. Đây bây giờ cho các bạn coi trước nha. Tên 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 đó, cái gì đây? Wow, một cái bóp các bạn ơi, một cái ví tiền nha. Đó, một cái ví tiền. Nào để mình xem coi là cái này. Wow. Cái gì đây? Trên đây hình như là bản đồ các bạn. Đúng không? Hay gì vậy? Hình như là bản đồ các bạn. Đây có Việt Nam nè. Các bạn nhìn vô đây nè, thấy không? Ngay ngón cái mình, cái ngón mình nè. Ngón cái nè. Việt Nam nè các bạn không? Wow. Hay quá ta. Wow, cái này là người ta khắc lên nè. Khá là hay luôn các bạn. Dở lên đây có thể để hình nè. Được. Cảm ơn em rất nhiều đã tặng cho anh cái này. Còn cái này là một cái còn cái nịt. Đó, một sợi dây thắt lưng. Đó, dây nịt các bạn ơi. Wow. Cảm ơn rất nhiều luôn. Đấy, được hai thứ. Đây mình bỏ này xuống. Còn cái nịt, đeo cái nịt vô. Đấy. Đây ra. Cái này là fan tặng nha các bạn. Đấy, một cái bóp này mình khá thích cái chi tiết này nè. Đó, một tấm bản đồ thế giới luôn nha các bạn. Wow, có rất là nhiều luôn. Thái Lan đồ nữa các bạn. Và ở trên đây nói chung là có rất là nhiều thứ. Các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ thấy. Đấy, cảm ơn mấy fan rất là nhiều. Đôi qua mấy giờ ta? Trời, 12 giờ rồi. Đôi qua. Em, giờ đói quá giờ sao? Phải cho ăn gì chứ. Nè, quay đi. Quay gì? Cái gì vậy? Một cái đó là cái gì vậy? Quay trứng. Đừng nói đưa điện thoại, ăn cái điện thoại nha. Quay trứng gì thì ăn đó. Đâu? Trời. Cái này là vòng quay gì đây? Vòng quay may mắn hả? Gì đây? Khoan. Từ. Gì? Nhịn đói. Cái gì? Hít đất 10 cái. Ủa, cái này có ăn uống gì đâu. À, cơm nè. Mì cái. Bánh snack. Trời ơi. Bây giờ nè, các bạn muốn mình được vô cái nào, bình luận ở bên dưới đi. Đó, các bạn muốn mình chọn được cái nào, bình luận nha. Mình mong là sẽ vô gọi là hạ cơm. Mình thích ăn cơm đó các bạn. Rồi, bây giờ quay nè nha.
hên xui nha, hên xui nha. Một, hai, ui, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn. Cái gì vậy? Hít đất 10 cái. Đang đói gì luôn mà còn kêu hít đất nữa, chịu sao nói. Rồi, bây giờ anh hít đất ở đâu? Ra đây hít. Hay đứng trong tủ hít luôn. Thôi hít trong được, sao được? Này nó ngắn lắm. Nè, sao hít được? Thôi, để ra ngoài hít đi. Nè, rung nè. Đâu dạ. Đói quá, mấy cái? 10 cái. 5 cái được không? Không. Rung tay nè, thấy chưa? Rồi điểm đi. Vô. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cứu cứu cứu. Mệt quá. Nhân 10 Mệt quá, không lên nổi nữa. Vậy em giúp cho anh được giảm cân rồi đổi gì. Giúp cũng cân gì, đang đói mà giảm cân. À, vừa đói mà vừa khát nữa giờ sao đây? Trong cái tủ này có gì ăn đâu. Mệt quá. Giờ em cho anh cơ hội nữa nha. Này là do anh nha, chứ không phải cho em nha. Cho anh cơ hội nữa. Chúng cơ hội em. À được, cho cơ hội đúng không? Ừ. Mà giờ thấy mới cho cơ hội mà nhìn vô cái dấu mũi tên chỉ vô đâu nè. Nhịn đói. Chắc cái báo trước luôn rồi. Thôi, cơ hội nha, cơ hội cuối cùng. Chứ bây giờ đói quá, mệt quá thật sự. Rồi. Vô. 1, 2, 3. Let's go. Vô, 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 vô. Ôi, 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 ôi. Rồi. Rồi, xong luôn. Tôi muốn ăn cơm, chứ tôi không có muốn ăn mì cay. Giờ giờ sao? Đói được không? Không. Ủa, gì kìa? Cơ hội quay có đồ ăn là mừng lắm rồi á, ở đâu? Thôi kệ, nó có ăn là được rồi. Rồi mì cay rồi. Đó, vậy giờ ai làm? Giờ anh ngồi ở đây sao đi được? Trời ơi, trên tủ đi. Em làm, ừ, em lên cho. Rồi, được rồi. Chán thiệt chứ ăn mì cay. Mời các bạn ăn cùng với mình nha. Bạn nào chưa ăn cơm chắc bây giờ là đói lắm đúng không? Nói chứ hả, bây giờ có mì mà đang đói thì cỡ nào cũng ăn, mì cay, mì gì cũng được hết á. Đói là ăn hết. Bây giờ nè, vợ mình cũng tốt nghe các bạn. Chiên cho mình cái trứng nữa nè. Đấy, còn cái này cái gì đây? Ui, bột ớt à, các bạn nhìn nè. Bột ớt mà. Ôi. Vậy mà vợ mình kêu là hạ phô mai. Bột ớt các bạn ơi. Ui các bạn nhìn nè. Cho các bạn coi nè. Ăn kiểu này. Không nhưng mà nó thơm phô mai. Để mình trộn lên cái đá ăn cho nó đã. Ừ. Ăn cho nó qua bữa các bạn ơi. Bây giờ đang ở trong cái chỗ này rồi. Nó khó khăn lắm. Wow. Rồi thôi. Mình ăn nha các bạn. Mời các bạn. Ngon. Cái trứng nè. Trứng nè. Ngon ấy. Miếng nữa nè. Miếng này là gọi là hạ nhức nách luôn nha các bạn. Thêm miếng trứng nữa. Đã. Nó cũng hơi thay thay hơn. Chưa tới nỗi là cay lắm. Nhưng mà cái bột ớt này nó mặn quá. Nó mặn quá chịu không nổi. Để mình ngắt bớt ra. Chứ nó giống như muối mà. Bỏ vô nó mặn lòi vậy. Ăn có nổi đâu. Rồi. Bỏ ra đây đi. Rồi. Trứng nữa. Ừ.
9:10 từ sáng tới giờ mình ngồi ở trong đây chắc cũng khoảng là bao nhiêu tiếng rồi ta, chả nhớ nữa, nói chung là cũng lâu rồi. Mà bây giờ thật sự ngồi đây chán thiệt luôn á, nhìn nè, xung quanh không có gì hết á, chắc phải kêu vợ mình cho mình chơi cái gì quá. Em ơi, em có gì không? Là đây cầm. Giờ có gì chơi không chứ ngồi đây chán quá thật sự, 24 giờ trong đây thì nó chán. Giờ có một cái nè. Có gì nè, quay đi nữa hả? Hồi trưa là ăn mì cay là quê rồi đó. Giờ có lấy không ha, muốn ngồi chỗ. lấy cái gì nữa đây? Ủa đổi hả? Điện thoại ai nhìn nè, cái nhìn nè, điện thoại nè, iPad nè, gồm iPhone, MacBook, cái gì, máy đọc sách hả? Ủa cái này là điện thoại gì? Rồi thôi, rồi quay thử coi như thế nào. Bây giờ anh có máy lực quay, nói trước luôn đi để người ta gọi là hả biết được. Cho một cái lực quay thôi. Một lực quay đúng không? Ừ. Rồi giờ mua cái nào ta, vô cái nào cũng ngon hết, đính đính ra giờ vô cái nào cũng ngon hết nè. iPad cũng được nè, iPhone cũng được, mà MacBook cũng được. Còn cái, ủa cái điện thoại này là điện thoại gì? Điện thoại hết pin. Gì? Tự nhiên điện thoại hết pin sao xài? Vậy mới hay. Máy đọc sách, cái máy đọc sách này cũng hay nè. Nói chung có 4 cái ngon rồi, chỉ cần đựng vô cái điện thoại hết pin là được. Quay thôi nào anh em. À, sáng tới giờ là gọi là quá xui rồi, bây giờ vô. Ê, ui. iPad em ơi, hồi sáng ăn mì cay là quá nhỏ rồi, nhưng bây giờ có iPad rồi, lấy cho anh iPad đi, đợi gì nữa. iPad. Khuyến mãi thêm tay cầm nữa chứ, cảm ơn chị nha. Đã bạn ơi nè, iPad ngon chưa? Rồi bây giờ là để xuống đây, vào chơi game thôi. À được của nó luôn, hay lắm. Ủa này thấp quá ta, phải tìm cái gì đó để kê lên mới được. Nhìn à, ở đây có mấy cái hộp nè các bạn. Được bỏ mấy cái hộp này ra đi, bỏ cái này ra đi, sao mà nó chồng lên tùm lum vậy nè. Ấy, bỏ lên cái MacBook này nè. À da, trơn thế nhờ, trơn thế nhờ, à còn phụ nữa nhờ. Rồi bỏ lên đây thử coi, nhìn gớt. Ây da, ôi quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ là kết nối tay cầm, à bật Bluetooth. Kết nối tay cầm vô để xem coi như thế nào. Đó, phải giữ im nè, các bạn không biết kết nối đúng không, chỉ cho các bạn bấm vô cái nút share nè, cái nút share này nè, với lại cái nút hình PlayStation nè, bấm giữ im tí nó chớp về là được. Rồi bây giờ là kết nối vô. Kết nối vô với, nói chung là kết nối bằng Bluetooth hả, lên đèn đỏ là ngon lành luôn. Rồi bây giờ là vô chơi cái gì thử ta. Cái cầm này ngon nha, qua nè. Đấy, tới nè. Uppy nha, được nha. Rồi tới luôn. À, chơi ngon lành cành đào đấy chứ. Nói chung là có cái này mà ngồi trong đây thì quá đầy đủ tiện nghi luôn rồi. Hên là mình vô cái iPad đó chứ không là toang rồi. Đấy, quá. Đấy, lên. Ê, bé kia né ra. Thôi. Úi giời. Các bạn ơi, mình đang chơi bằng cái tay cầm luôn các bạn. Ảo thiệt đấy. Chơi được luôn nha các bạn. Đấy, thấy chưa? Ghê chưa? Bây giờ á là mình cũng nói chung là mình không có rành cái trò này lắm. Cái trò này là Funky Friday đúng không? Đấy, rồi lên rồi kìa mà mình chưa đi, để mình tập trung vô cái đã. Tập trung vô nào. Đây. Lên nè. Đấy, cái này dễ nè. Ấy. Cái gì vậy? Cái gì tùm lum vậy? Ôi, ấy, qua xuống lên. Trời ơi. Mình bao nhiêu điểm nha? Cái này mình đang nhảy easy luôn các bạn, đang nhảy easy luôn mà mình nhảy không có được. Gà thiệt đấy. Ăn gì em? Miếng đi. Tối rồi giờ đói quá. Đói quá không có ăn. Cho anh miếng rồi. Gì? Cho anh miếng đi. Đâu? Ui. Thấy không? Ui đấy. Cho miếng thôi, anh ăn miếng à. Để em ăn nữa. Đây. Vậy để nó nở đi. Nở chưa? Chưa nở hả? Thì để em tí đi. Để em tí rồi ăn. Thử coi nó mềm chưa đấy. Nhưng mà giờ anh bước xuống không được. Thì giờ em để đâu đi anh. Thôi từ anh đến cầm luôn. Em cầm vô máy quay cho anh đi. Cầm được không? Đó, cầm đi. Rồi. Đấy. Rồi. Ăn ké. Cho anh miếng nha. Ăn miếng à. Ui ngon thế à.
Thổi thổi ăn nó mới ngon. Thôi, nóng lắm chịu nổi. Ui nóng quá. Ngon á. Có miếng nước nè. Anh ăn miếng thôi. Này anh không có hảo được lắm. Cái cục này cái gì đây? Trong cái bình đó hả? Ngon quá. Miếng nó thôi nha. Miếng nhỏ thôi. Đây, trả lại. Ăn vậy thôi. Đã. Ăn ké là ngon nhất mà các bạn. Đấy, đây, nãy giờ đang chơi này mà chơi gà quá, chơi solo một mình luôn. Lên, đấy, ấy ghê chưa? Đấy, 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 các bạn thấy nút nó sáng rồi. Đấy, chơi được nha các bạn, tính điểm lên luôn, đàng hoàng luôn, nhưng mà mình nhảy gà lắm. Này có điểm nè, điểm số mình nè. Lên, đấy, lên. Đó lên 30 mấy giây. Ê, ê. Ai, đúng là mình không thể nào mà bắt con cua pro được, thua rồi. Thôi chán quá không chơi đâu. Tắt máy. Bây giờ là 10 giờ. Chắc là đi ngủ thôi. Bây giờ mình có cái này hay lắm nè. Chuẩn bị đi ngủ á, mình có cái đèn này hay lắm nè. Để mình cho các bạn coi nè nha. Đây mở đèn nè. Bây giờ mình sẽ kẹp đây. Ấy. Rồi sau đó mình sẽ để cho nó như là một cái đèn ngủ vậy đó. Đấy. Ghê chưa? Đây là một cái đèn gọi là đèn ngủ đây, giảm nè, giảm ánh sáng nè. Đó, sáng quá giảm xuống. Giảm xuống một tí, cái này cảm ứng nha. Đó, chạm vô đây cái là nó sẽ cảm ứng tắt. Rồi, bây giờ đưa đây, đưa mày đây, đưa đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ đóng cái tủ này lại. Đó, em đóng giùm anh đi. Giờ anh cầm máy rồi. Đấy, đóng lên lên dở lên. Đèn lên. Đây các bạn thấy không? Ở đây có cái nút nè. Ở đây nó có cảm ứng cái hình tròn á. Bấm vô một cái. Rồi cảm ứng. Tuyệt vời ông mặt trời. Bây giờ là hả đến giờ cái này sáng quá mình sẽ giảm xuống một tí. Đó như vậy nè. Nó sẽ cảm giác là đi ngủ hơn. Thôi giờ mình buồn ngủ quá. Bây giờ là cũng trễ lắm mà 10 giờ là mình ngủ rồi đó. Bình thường á là chín mấy mình ngủ rồi. Ngủ quá.